Dạ dạ. Ôi số mấy vậy? Ôi số 2 luôn à? Cho máy mới chát rồi, dầu mới chát rồi cho chưa đó. Chưa đâu, chạy thời gian mới được. Xe 7 không chạy không? 2-3 gì chạy được đấy. Lên ra, lên ra. Ngồi xuống. Lên ra luôn, lên hết ra luôn. Thấy không? Thấy chạy ngon không? Ừ. Qua lên qua đây. Thôi chạy xong biểu nha anh lên. Người là khách hàng đầu tiên nha. Đầu tiên nhớ nhận thì một con nó đi, chứ sao? Cứ chạy đi không sợ, đừng có sợ. Cho nó rửa cái xe máy rồi mình đi nã rồi còn xe gần quá không mà phải chạy số 3 tại vì ở đây nó thực hiện không cho chạy thôi chứ bạn mình nhà vườn chưa quen nó lặt á nó giặt á. Lên ra nha, lên ra. Cho hết ra đi. Rồi đi. Đúng rồi. Ba cũng cái nhà mà. Ba cái đó. Ba cái mái chạc cái nhà đó. Ba cái hả? Tính ra ít mà nha. Chết sắp lén á. Chết sắp lén mặt lén. Thử nó mà đó. Cứ thoải mái chạy.
ngớp tìm tìm mà sao biết không biết bay xa tao này lớn dẻo mà đổi đó tao coi nó có lũ chủ đó là chủ mình có rồi này nhớ là chủ đúng không không ra khói luôn hay ha không 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 đúng rồi. Ê, tay cho bên đây. Ê, chuyên nghiệp ha. Rồi quay máy luôn em, quay máy luôn em. Để chạy em. Thả lên ga nha. Rồi rồi, vô vô chụp hình em ơi. Nó thì thầm mùi sưng luôn ha. Nghe khỏi suy nghĩ. Quan trọng là suy nghĩ cái túi rồi. Không quan trọng bây giờ lo luôn. Ai chết lo luôn, ai chết đâu. Ai chết lo luôn. Ok. Cho đơn giản như vậy. Ê cái này ngồi không? Có đang đưa luôn hay vậy? Hợp hợp Việt Nam đâu? Hợp không? Hợp không? Bộ này mà mấy máy cày mà chạy xới một phát rồi này chụp lại dụng mà thấy hai tháng trên đó là chụp đó. Bóp thắng. Có vè ngồi trên vè luôn rồi. Cái phần đất mình này nó còn ít nước. Ghê ha. Con chơi Witchman đây kìa. Ghê ha.
gặn nó ra khói luôn ta. Hay vậy. Chạy này đợi chậm lắm. Tươi còn ra khói. Chạy này chạy hiệu. Chạy này nó chừng 4 phần công lực. Cái tươi sới còn mới lúc sáng. Ở trong cái hộp á, trong cái hộp á. Cái lúng á. Ông nhờ nhà lắc vô nó tôi chịu á tao. Cái này được bánh dài chút nữa. Bánh dài chút nữa mới không lúc. Con đi vậy chú đi sao? Đi chưa? Chú đi rồi. Nó nói sao? Hay là người đầu tiên đó. Khoan, sao tính lấy con nào? Chiếc nào à? Mà cái bánh nhỏ bánh lớn này. Phải lụm bánh lớn mà được tại vì đồng chạy lớn. Cứ lấy đi. Lấy đi. Lấy cho bạn cái gì? Lấy cái nữa anh trở về chứ. À, ông kia còn có xe ơn nữa chứ. Chạy xe ơn mà không cho gã rồi cái gì dám chạy xe ơn. Gã nào? Gã sao được nè, nói vậy nè. Cái gì nè? Khách hàng đầu tiên đó. Ba người luôn à. Ừ. Mấy cái này có bán chè rồi á anh. Sao nó chế mà nó làm. Alo. Ba người này khách đầu tiên hả chị? Anh à, cho chị cho phục trình thành chung. Sao anh? Không. Cái sườn không có nghe. Đúng rồi. Không. Ê. Không. Không ơi. Không. Chạy lên. Sao không chạy, chạy lên, sao không chạy, anh chạy lên luôn. Hết rồi, chạy lên anh Hùng. Cho nông dân chạy, cái sư chạy gì. Đi
mấy người rồi. Cho nông dân thứ thiệt nó chạy. Mười lắm, mười mấy năm lá mới cài đó nha, lái sao coi được lái nha.